Em vừa giới được một cặp Retic Mark II các bác nhé, bát 40 nhé. Cặp này đẹp long lanh. Tuy nhiên cặp này giá em nhập được hợp lý hơn, do đó em sẽ để cho các bác rất là hợp lý nhé. Giá thị trường bây giờ thì cũng tùy, có nơi này nơi kia, nhưng mà em sẽ bao giá rẻ nhất cho các bác. Cặp này sẽ để cho các bác giá 15 triệu, cực kỳ tốt luôn. Bát 40 các bác nhé, Retic Mark II là bát 40. Đẹp không tì vết luôn này, các bác nhìn này. Màng này, màng bát đây là màng bát, đẹp long lanh luôn. Đấy, các bác nhìn chưa, chung này, đẹp tuyệt vời luôn, tép này, bao đẹp luôn cho các bác nhé. Rồi, Retic Mark II bát 40, 15 triệu. 15 triệu bây giờ để mà so sánh, để mà mua thì các bác không mua được một đôi Onkyo D77XX màu vàng nhé. Rẻ hơn đôi Onkyo D77XX màu vàng, 15 triệu rẻ hơn đấy các bác. Tiếng oánh sẽ gấu hơn. Đấy, tiếng oánh sẽ gấu hơn, hay hơn, bay tiếng hơn, thoát tiếng hơn. Cặp này thì karaoke và nghe nhạc được nhé các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, đẹp long lanh luôn. À, các bác nhìn các cái nhám mắt của nó còn rất là đẹp. 15 triệu. Hai tinh chỉ. Tiếng con này đánh rất là lực nhá, bát 40 mà. Giá rất là tốt. Anh em nhanh tay nhá, hôm nay là mùng 7 tháng 9 năm 2018 à 2019. Thỉnh thoảng có những cái cặp nó về nó vừa đẹp chất mà giá em nhập được hợp lý, em sẽ để cho các bác hợp lý. Nhớ đăng ký kênh để đừng bỏ lỡ những cái clip kiểu dạng như thế này. 15 triệu. Cực kỳ hợp lý. Một cặp các bác nhá. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.